Đồ chơi sơ kiểm Cần Thơ xin chào các bạn. Hôm nay shop sẽ giới thiệu với các bạn một bộ chống cướp được nâng cấp cho Honda Vario 2018. Thì xe zin thì các bạn không có cái tính năng chống cướp, ngoài ra là bổ sung thêm tính năng là tắt máy từ xa và tính năng là quên tắt máy xe. Xe này là đã được lắp một cái cùm công tắc CB1001 và CBF650. Thì bây giờ mình sẽ khởi động xe cho các bạn xem nha. Đây là hình dạng của cái bộ khóa của Vario 2018. Ở đây shop đã được mod một cái núm nhôm bên núm trái và nút ship bên phải, cũng như là cái led nền của cái ổ khóa smart key. Thì xe zin này nó cũng đã có smart key nhưng mà chưa có tính năng chống cướp, cũng như là chưa có những tính năng mà cần thiết bổ sung. Thì trong cái clip này mình sẽ giới thiệu với các bạn ba cái tính năng cần thiết đó. Thì để mà khởi động xe thì mình đã khởi động xe nha. Lúc này là đồng hồ đã có điện nha. Xe này đang hoạt động bình thường. Thì từ cái remote này mình sẽ cầm đi xa xe hơn 2 mét, thì xe nó sẽ báo động và tự động tắt máy xe. Lúc này xe đã báo tín hiệu signal hazard và khoảng 10 giây sau thì xe sẽ tự động tắt máy. Lúc này xe đã tắt máy. Thì mình đi lại gần xe thì xe sẽ tự động nhận lại. Tức là cái tính năng này là tính năng chống cướp nha. Chống cướp xe rất là mạnh. Tức là khi các bạn bị cướp xe thì các bạn không cần làm gì hết. Các bạn chỉ việc mang cái remote này đi ra xa xe thôi, mình bảo vệ mình thôi. Thì xe một chút xíu, nó khoảng 10 giây thì nó sẽ tự động tắt. Và khi lại gần thì xe sẽ hoạt động trở lại bình thường thôi. Lúc này mình nổ máy lại bình thường nha. Thì nổ máy là hoàn toàn bình thường. Bây giờ mình sẽ test lại một lần nữa cho các bạn xem nhé. Mình sẽ cầm remote ra xa xe. Lúc này signal nó đã sáng đèn. Xe đã tắt máy hoàn toàn. Đó, mình lại gần xe thì nó đã tắt đi các bạn nha. Đó. Rồi ok. Và tính năng thứ hai đó là cái tính năng tắt máy xe từ xa. Ví dụ lúc này xe đang nổ máy đi, thì từ cái remote này mình sẽ tắt máy. Mình bấm nút dưới này cho tín hiệu đèn về đỏ. Thì lúc này hai signal trước sau nó đã sáng đèn. Khoảng mấy giây sau nữa thì xe sẽ tự động tắt máy. Lúc này xe đã tắt máy nha các bạn. Đó, là tín hiệu kèn nó vẫn kêu nè. Cho tới khi mình bấm, kể cả tắt cái này thì kèn nó vẫn kêu. Mình phải tắt từ đây. Đó, lúc này mình phải tắt từ remote thì tín hiệu kèn trước sau, tín hiệu kèn và signal trước sau nó mới tắt nha. Còn các bạn vặn núm về không, cướp mà nó vặn núm về không thì cũng không có tắt được cái tiếng còi của xe cảnh báo là xe của bạn đã bị tác động chống cướp. Ok, và tính năng thứ ba của cái bộ này á là cái tính năng mà quên tắt máy xe. Giờ mình sẽ test tính năng quên tắt máy xe cho các bạn xem. Lúc này các bạn đi xe nha, các bạn đá chống tắt máy. À, lúc này xe đá chống, chân chống được đá xuống. Và mình quên đi, giả sử như mình quên tắt máy đi nha. À, thì mình cầm cái remote ra xa xe đây. Quên tắt máy thì các bạn thường các bạn cầm remote ra xa xe. Nó cũng sẽ tự động tắt luôn nha các bạn. Lúc này máy xe đã được tắt. À. Khi mình lại gần thì nó sáng, nó nhận tín hiệu lại nha. Thì ba cái tính năng này là ba cái tính năng rất là cần thiết cho xe Vario 2018 cũng như là Clip 150 của Thái. Thì cái bộ chống cướp này á là một cái bộ hoàn thiện và lắp đặt hoàn toàn như zin. Các bạn mua về các bạn có thể cắm dắt như zin thôi, mình không có chế gì hết. Tại vì dắt cắm nó được làm sẵn hết trơn rồi, các bạn rất là dễ dàng. Và hiện tại là được nhận lắp đặt tại shop nha.
Mình cảm ơn các bạn nha. Mọi chi tiết xin liên hệ đội cho xe kỹ Cần Thơ, số điện thoại hotline là 0909 966 899.